Xin chào quý vị khách hàng của Trung tâm Ánh sáng Sân khấu miền Bắc. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn 4 loại máy phun khói hay được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên là máy phun khói mini 400W. Đây, loại máy phun khói mini 400W đây. Loại máy phun khói mini 400W này thì nó chỉ có mỗi remote điều khiển từ xa thôi. Đấy. Với dòng máy phun khói mini này thì thường được sử dụng cho các phòng hát karaoke gia đình. Đấy. Tiếp đến là máy phun khói 1.000W. Đây là chiếc máy được sử dụng nhiều nhất cho phòng hát karaoke chuyên nghiệp. Đây 1.000W đây. Có remote điều khiển từ xa này. Tay bấm này. Đấy. Thứ ba là loại máy phun khói 1.500W. Được sử dụng trên các sân khấu cũng như là sử dụng nhiều trong công nghiệp. Đấy, máy phun khói 1.500W có tay bấm đây. Remote điều khiển từ xa đây. Đấy. 1.500W nhé. Cuối cùng là máy phun khói DMX 3000. Chiếc máy phun khói loại này với công suất mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Chuyên được sử dụng trên các sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Sử dụng trong công nghiệp như test ống điều hòa, test ống thông gió, diễn tập phòng cháy chữa cháy. Đấy. Loại máy phun khói 3000 thì nó có tay điều khiển này, tay bấm này, nút continue là va liên tục này, hẹn giờ này, bấm ra này, min max chỉnh min max này. Đấy. Còn chỗ cài đặt DMX đây. Chỗ cài đặt DMX điều khiển có bàn DMX đây. Đấy. Vậy là trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn 4 loại máy phun khói hay máy tạo khói được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Để được tư vấn trực tiếp, xin liên hệ Trung tâm Ánh sáng Sân khấu miền Bắc, số điện thoại 0967 035 872. Xin trân trọng cảm ơn.